Ngày nay khi cuộc sống ngày càng hiện đại, nhu cầu chất lượng sống ngày càng được nâng cao, không thể thiếu các trang thiết bị nội thất tiện nghi để giúp cuộc sống gia đình thêm phần hạnh phúc. Thấu hiểu những mong muốn của khách hàng, Trung tâm Điện máy Hoàng Duy Dương đã ra đời để phục vụ và chăm sóc mái ấm gia đình bạn. Tọa lạc tại vị trí đắc địa chợ Phan Trang, Trung tâm Điện máy Hoàng Duy Dương chuyên kinh doanh các mặt hàng điện tử, điện lạnh, điện gia dụng cao cấp là điểm mua sắm đáng tin cậy của người dân địa phương cũng như vùng lân cận. Với các sản phẩm chính hãng của những thương hiệu điện tử cao cấp như Samsung, Sony, Panasonic, Sanyo, Philips, v.v. Mỗi khu vực sản phẩm đều được Trung tâm Điện máy Hoàng Duy Dương bài trí gọn gàng với những sản phẩm cùng loại của các thương hiệu để khách hàng dễ dàng so sánh và lựa chọn cho gia đình mình một sản phẩm tốt nhất, tối ưu nhất như khu vực điện tử, điện lạnh, khu vực đồ dùng gia đình, khu vực giải trí, âm thanh, ánh sáng, karaoke, v.v. Đặc biệt, các sản phẩm của Trung tâm Điện máy Hoàng Duy Dương luôn song hành giữa chất lượng sản phẩm và chế độ hậu mãi, bảo hành chuyên nghiệp, giao hàng chu đáo tại nhà và thường xuyên có các chương trình khuyến mãi, tư vấn, hỗ trợ mua trả góp linh động nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho khách hàng khi tham gia mua sắm tại trung tâm. Là người tiêu dùng, bản thân tôi và gia đình muốn lựa chọn cho mình những dòng sản phẩm tốt nhất. Biết đến Trung tâm Điện máy Hoàng Duy Dương là một trong những trung tâm uy tín về các dòng sản phẩm của các hãng trong và ngoài nước nổi tiếng về điện tử. Chúng tôi đến Trung tâm Hoàng Duy Dương để lựa chọn cho mình một sản phẩm ưng ý vì ở đây được cái đội ngũ nhân viên phục vụ tận tình, hướng dẫn chu đáo, cùng với là giá cả hợp lý và cái sự bảo trì cũng như là cái việc khuyến mãi rất là phong phú nên khách hàng cảm thấy mình là thượng đế. Vì vậy là khách hàng đến với Trung tâm Điện máy Hoàng Duy Dương là rất là hài lòng khi lựa chọn các dòng sản phẩm riêng cho mình. Ngoài ra, Trung tâm Điện máy Hoàng Duy Dương thường xuyên kết hợp cùng các hãng có uy tín trên thị trường, tổ chức các sự kiện giới thiệu những sản phẩm mới nhất, các chương trình khuyến mãi, giảm giá từ 15 đến 40% và tặng những phần quà có giá trị, nhằm đưa đến những sản phẩm và ưu đãi tốt nhất đến quý khách hàng. Khách hàng chỉ mua sản phẩm tại cửa hàng để có những sản phẩm chất lượng và chính hãng, cũng như được chăm sóc chu đáo và hưởng những ưu đãi tốt nhất tại mọi thời điểm. Trung tâm Điện máy Hoàng Duy Dương, giá tốt nhất cho mọi thời điểm.